Thì Dương xin kính chào quý vị. Ở lời đầu tiên cho thì Dương gửi lời chào lời chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị. À, nhằm mục đích à, giúp cho các bạn trẻ không có được cái điều kiện để tiếp cận với những thông tin lịch sử sự thật của Việt Nam. Vì vậy cho nên thì Dương muốn à, dùng thời gian của mình để giúp cho các bạn có kiến thức để các bạn hiểu thêm những gì đã xảy ra ở trong miền Nam Việt Nam trước ngày 30 tháng 4 năm 1975. Và để tiếp theo à, À, những cái video phía trước quý vị. Thì trong video này thì Dương chia sẻ tiếp chương số 14. À nội dung à, trong gọng kèm lịch sử được à, viết bởi à, tác giả là Bùi Diễm. Thì Bùi Diễm là ai quý vị? Bùi Diễm là một nhân vật à, à, chính trị gia ha, là một à, một nhà chính trị đó và đã từng à, làm việc à, cho à, đại sứ của Việt Nam ở tại Hoa Kỳ. Dạ. À, và để uh, uh, trước khi bắt đầu cái video này thì Thùy Dương mong quý vị uh, đừng quên nhấn dùm cho Thùy Dương cái like Và nếu quý vị chưa nhấn ghi danh thì hãy nhấn ghi danh để theo dõi những video tiếp theo của Thùy Dương nha Chương 14 Đạo Chánh Những cuộc chống đối của Phật giáo khắp nơi tại Việt Nam vào tháng 6 năm 1963 Một phần là do chánh sách có vẻ thiên lệch của ông Diệm đối với Công giáo gia đình ông diệm là một gia đình công giáo và trong thời gian cư ngụ tại mỹ ông đã vào tu ở một chủng viện hoa kỳ vì thế ông cảm thấy dễ gần gũi cũng như dễ tin tưởng những người theo đạo công giáo hơn nếu việc chỉ đơn thuần có vậy thì lại chẳng có gì phức tạp thật ra thì chính ông thục nguyên là anh cả của ông diệm là giám mục tỉnh vĩnh long và tổng giám mục của Huế mới đúng là người phải chịu trách nhiệm về việc thúc đẩy khiến các đoàn thể Phật giáo đã đứng ra chống đối vào mùa hè năm 1963. Vì là người lớn tuổi nhất trong gia đình ông Diệm nên ông Thục vừa được kính nể rất mực lại vừa có ảnh hưởng vô cùng lớn lao đối với những công chức cao cấp chánh quyền trong cả hai ngành dân và quân sự những người dù theo đạo Phật hoặc không theo tôn giáo nào cũng đều cảm thấy bị buộc phải tham gia các lễ nghi cũng như chứng tỏ sự nể vì Thiên Chúa Giáo. Trái lại, khi bàn bạc về vấn đề Phật giáo thì mọi đòi hỏi, dù chỉ là những đòi hỏi cơ bản nhất cũng không hề được ông Thục nhận bộ. Những hành động thiên lệch của ông Thục đã vô hình chung làm tổn thương đến bầu không khí giữa các tôn giáo trong nước. Nếu không vì những kiêu ngạo và thách thức đương đầu của ông Thục, có lẽ vấn đề Phật giáo chống đối đã không xảy ra. Tuy nhiên, tình hình đã khiến những diễn biến chuyển hướng cho phép bạo động có dịp phát động. Ngày 7 tháng 5, lễ Phật đản cũng là ngày mở màn cho cuộc bạo động tại Huế, một trung tâm Phật giáo của miền Nam Việt Nam. Ngày lễ đã thu hút hàng trăm ngàn người đến nghe các vị sư nổi danh thuyết pháp. Tuy vậy, bầu không khí lúc đó thật là căng thẳng vì chính quyền địa phương đã cấm không cho phép các Phật tử treo cờ Phật giáo. Trong khi đó, chỉ mới có một vài tuần trước, các đoàn thể công giáo đã được phép tự do treo cờ ăn mừng kỷ niệm lần thứ 25 lễ thụ phong tổng giám mục của ông Thục. Sự phân biệt rõ rệt đã gây công phẫn cho các đoàn thể Phật giáo. Một đám đông đã tụ tập trước đài truyền thanh khi chính quyền địa phương ngăn cấm không cho phép phát thanh những bài thuyết pháp Chẳng bao lâu sau, quân đội chánh phủ đến theo từng loạt xe jeep cùng những xe vũ trang khác và bắt đầu đàn áp ráo riết những người biểu tình. Trong cơn hỗn loạn đã có 8 nạn nhân, kể cả một số trẻ em thiệt mạng. Ngày sau đó, bầu không khí bạo động do những cuộc đụng độ giữa cảnh sát và những đám biểu tình bao trùm lấy Huế. Chùa Từ Đàm bỗng biến thành một tiền đồn cố thủ nơi quân đội bao vây những nhà sư và các vị lãnh đạo tôn giáo. Trong khi những cuộc đụng độ ở Huế đang sôi sục, thì những lãnh đạo tôn giáo ở Sài Gòn bắt đầu phát động chiến dịch thuyết pháp công khai, thôi thúc biểu tình và xuống đường để ủng hộ những đoàn thể Phật giáo ở Huế. Sau đầu tháng 7, Sài Gòn lúc nào cũng xôn xao vì những cuộc biểu tình. Ngày 11, cuộc diễn hành Phật giáo bắt đầu từ chùa Ấn Quang bỗng ngưng lại ở đường Lê Văn Duyệt gần tòa đại sứ Campos. Một vị sư lớn tuổi là thượng tọa thích Quảng Đức bước ra khỏi đám đông, ngồi thụp xuống đường. Ông đổ xăng khắp người rồi châm lửa tự thiêu. Quý vị thấy á, không tác giả viết thì viết nhưng mà cái nguồn tin đó, và những cái video thì dương thấy đó quý vị thì uh, một vị uh, sư lớn tuổi thường tọa thích quảng đức bước ra khỏi đám đông ngồi thụp xuống thì cái thông tin này không đúng à, nhưng mà mình mình cứ nghe đi để xem uh, uh, ông bùi diễm ông, 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 ông là một chứng nhân rồi ông viết lại đó thì mình nghe đi rồi sau đó đúng sai gì mình phân tích từ từ chứ còn cái khúc mà ông ông sư đó là, là ông xuống đường là thì dương thấy không không phải ông xuống đường ông bước xuống xe đâu đó hành động của thượng tọa quảng đức đã làm dao động tất cả những người nghe tin hoặc được xem những bức hình chụp lại cái vị thấy không nghe tin hoặc là xem đó còn thì dương thấy là họ bưng họ, họ họ bưng cái vị hòa thượng đó xuống có cái video đó quý vị sau này thì cái video nó mới được đưa ra thì Dương nghĩ là video đó không phải ai cũng thấy được. Chính hành động này đã mở màn cho giai đoạn khốc liệt đầu tiên của cuộc đương đầu giữa chánh quyền và Phật giáo. Giữa lúc các diễn biến xuống đường đang ào ạt thì những cuộc bàn bạc dè dặt về đảo chánh lúc trước bỗng nhiên lan tràn và ngày càng sôi sục. Tin tức đầu tiên về những kế hoạch đảo chánh mà tôi được biết là do tướng Lê Văn Kim tiết lộ. Tôi đã biết Tướng Kim rất nhiều năm vì bà Kim vốn là bạn thân của nhà tôi. Khi ông còn là đại tá, Tướng Kim đã cùng tôi làm việc trong phái đoàn đàm phán hồi năm 1953 và năm 1954. Tuy vậy, vì không phải là người nịnh hót ông Diệm, lúc nào ông cũng bị gạt ra ngoài. Ông bị chánh quyền ông Diệm gạt ra, có lẽ là do hoặc có thể chính là vì Ông rất thành thật và thông minh. Vào một ngày đầu tháng 7, vẫn như một trong những chuyến viếng thăm thường lệ, tôi và nhà tôi đến dùng bữa tại nhà tướng Kim. Tuy là người rất kín đáo, mà tối đó tướng Kim vẫn có vẻ âu lo trong thấy. Khi chúng tôi đang bàn luận thì tướng Kim bỗng nhìn thẳng tôi hỏi Anh Diễm, anh hiểu người Hoa Kỳ rõ hơn tôi anh có thể đoán là họ đang suy nghĩ gì về những biến cố hiện thời chắc? Những ý tưởng ngấm ngầm trong câu hỏi của tướng Kim lập tức làm tôi sợn sốt. Tuy dư luận lúc đó đang xôn xao vì hàng trăm tin đồn bao quanh, chỉ có một điều mọi người sẵn sàng đồng ý, bất kỳ tổ chức nào toan tính việc đảo chính, thực sự cũng đều cần sự hưởng ứng của Hoa Kỳ. Bởi vậy, theo lẽ khôn ngoan tự nhiên, bất cứ tổ chức nào mưu toan đạo chánh cũng sẽ phải thăm dò thái độ của tòa đại sứ Hoa Kỳ trước tiên. Trong tình trạng này, câu hỏi đơn giản của tướng Kim chắc chắn phải đi xa hơn là chỉ nhằm vào việc thỏa mãn những sự tò mò, ngây thơ. Lúc này tôi đã bắt đầu tự mình dò xét đường đi nước bước. Tôi vốn có quen ông Rufus Phillips đã rất nhiều năm. Lúc này, ông Phillips đang là giám đốc viện trợ mỹ đặc cách xây dựng nông thôn và đang điều hành những chính sách xây dựng nông thôn của chương trình US Operation Mission. ông đến việt nam cùng lúc với cố vấn Edward Lonsdale lúc trước vì coi nhau như bạn chúng tôi vẫn thường trao đổi ý kiến về những vấn đề thời sự Câu chuyện bàn luận lúc này của chúng tôi thường xoay quanh các vấn đề về Phật giáo, về tình hình nguy ngập ở nông thôn và về thái độ ương ngạnh, bướng bỉnh đến gần như tự vẫn của ông Diệm. Vì tôi đã biết ông Phillips không ủng hộ những chủ trương của Hoa Kỳ lúc đó nên việc dò hỏi của tôi dễ dàng hơn. Qua ông Phillips, tôi biết Hoa Kỳ lúc này đang phân vân về khả năng tồn tại của chính quyền ông Diệm. Hiển nhiên, những chính sách đàn áp của ông Diệm đã gây ra rất nhiều điểm bất lợi. Vì lúc này, Hoa Kỳ vẫn chủ trương không can thiệp nên những chính sách của ông Diệm đã làm giảm uy tín của Hoa Kỳ và Hoa Kỳ đã cảm thấy chủ trương hợp pháp của họ có phần không ổn. Khi gặp gỡ tướng Kim vào những tuần lễ sau đã hiểu ngay là ông thuộc vào nhóm những người đang mưu toàn đảo chánh. Hơn nữa, nhóm này còn cho rằng đã đến lúc lật đổ ông Diệm. Cuộc đảo chánh đã manh nha, bắt đầu, mặc dù theo lời tướng Kim thì tổ chức của ông vẫn chưa có kế hoạch nào vững chắc. Họ vẫn đang tìm hiểu thêm về phản ứng của Hoa Kỳ nếu có cuộc đảo chánh và thái độ của Hoa Kỳ đối với tình trạng Việt Nam sau cuộc đảo chánh. Lúc đó tướng Kim đã biết rằng tôi đã tiếp xúc với giới báo chí và quen thuộc với các ký giả Hoa Kỳ. Số người tôi biết bao gồm cả ký giả Nell Shahan của UBI, ký giả Malcolm Rauner của Associated Press và ký giả David Holmberstam của New York Times. Qua họ, Ít nhất tôi có thể dự đoán được phần nào bầu không khí hoa thịnh đốn và từ đó suy ra những suy nghĩ của Tòa Đại sứ Hoa Kỳ. Lúc đầu tôi cho rằng Tòa Đại sứ Hoa Kỳ vẫn còn ủng hộ ông Diệm và tôi đã cẩn thận tránh xa các nhân viên ở Tòa Đại sứ. Nhưng vào ngày 20 tháng 8 năm 1963, thì có lẽ tất cả những sự ủng hộ ông Diệm còn sót lại trong tòa đại sứ Hoa Kỳ cũng đều tiêu tan. Đêm đó, cảnh sát đặc biệt tấn công vào chùa Xá Lợi nằm phía trong thành phố Sài Gòn. Vốn là ngôi chùa lớn nhất thành phố, chùa Xá Lợi là nơi tụ hợp các đầu não chống đối. Lúc cảnh sát của ông Nhu bất thần bủa vây, phần đông những người lãnh đạo chống đối đều còn tụ tập bên trong. Sau khi xịt lựu đạn cay, cảnh sát ập vào chùa và tấn công thẳng vào chánh điện. Tại đây, họ thấy khoảng 400 vị sư đang ngồi tham thiền bên cạnh bức tượng Phật khổng lồ. Sát ngay phía trước bức tượng Phật là vị sư trụ trì trọng tuổi đang nhắm mắt tham thiền. À, tham thiền. Cảnh sát đặc biệt bắt hết những người tại đó. Trong những cuộc ruồng bố, đồng loạt ở những ngôi chùa khác, nơi các Phật tử tụ hợp số người bị bắt đông đến hàng ngàn. Thực sự ra quý vị, thì Dương không muốn bàn vô cái nội dung này. Thực sự ra luôn, Thùy Dương không muốn bàn. Nhưng mà Thùy Dương là một cái người tìm hiểu sự và những diễn biến sau cái này đó thì nó lộ ra những người theo Phật giáo không thì lúc này nhân vật bùi diễm thì ông chỉ kể lại và ông kể và và cái đây chỉ mới là chương số 14 còn rất là nhiều những cái sự việc xảy ra sau này ha. Cho nên thưa quý vị cứ nghe đi ha. Dạ, thì Dương đọc tới khúc này thì mình cũng thấy hơi hơi khó chịu. Đó, tại vì à, cái người ta thì người ta đang đang tường thuật lại, người ta đang viết lại những gì mà mà người ta nhìn nhận. Đó. Còn thì Dương thì Dương đọc và mình là thuộc thế hệ sau, mình thấy những cái gì xảy ra sau này á gây ra những cái hậu quả quá lớn thì mình hơi khó chịu một tí nhưng mà thì Dương sẽ kiên nhẫn đọc hết. Có lẽ vấn đề ly gián quân đội của ông Nhu trong hành động này còn quan trọng hơn là vấn đề ông cố tình khiêu khích các đoàn thể Phật giáo. Trong lúc đàn áp, cảnh sát đã mặc đồng phục quân đội nhằm mục đích đổ tội những hành vi đàn áp cho quân đội. Hành động ly gián của ông Nhu đã khiến những người mua đồ đảo chánh gạt phát hết những đắng đo ngần ngại những kế hoạch cuối cùng được soạn thảo và phối hợp một cách gián tiếp với Hoa Kỳ. Vào lúc này thì chính bản thân những người Hoa Kỳ cũng đã hoàn toàn thất vọng vì các chánh sách của ông Diệp. Vào tháng 9, cuộc xô xát giữa cảnh sát và các nhóm đối lập diễn ra hàng ngày ngoài phố. Những cuộc biểu tình bày tỏ sự phẫn khích trước đây đã chuyển thành những cuộc bạo động đã đạo chánh phủ phật giáo biểu tình. Học sinh xuống đường và những vụ tự thiêu liên tục đã làm cho đời sống hàng ngày của thành phố trở thành hỗn loạn. Một số lớn dư luận cho rằng cách mạng sắp sửa thành hình, một số khác lại cho rằng cách mạng đã thực sự phát động và tình hình hỗn loạn lúc đó chính là giai đoạn phát động đã bắt đầu. Cứ theo tình hình mà nói thì có lẽ quả thật giai đoạn đầu của cuộc cách mạng đã thực sự phát động. Khi những kế hoạch tiến triển rõ rệt, tôi cho rằng đã đến lúc tướng Kim nên gặp ông nên gặp ông Rufa Phillips. Tôi sắp đặt cho cuộc gặp gỡ tay ba tại nhà tướng Kim mà trong tâm lo lắng không cùng. Nơi cư ngụ của tướng kim nằm ngay trung tâm thành phố đây là một vị trí nằm gần như sát bên phụ tổng thống có lẽ vì không ngờ những tổ chức đảo chánh lại sắp đặt kế hoạch ngay sát phụ tổng thống nên đa số cảnh sát đều chẳng để ý gì đến những vị trí gần phụ tổng thống tôi cho rằng tại vị trí này việc lục soát đã giảm đến mức tối thiểu hơn nữa theo chúng tôi biết thì Tướng Kim vẫn còn trong bóng tối và chưa hề bị ngờ vực gì cả. Mặt khác, tôi cũng tự biết tôi là một thành viên điển hình của các đoàn thể chống đối và vì vậy, công việc sắp xếp đối với tôi thập phần nguy hiểm. Vào giờ phút này, tôi biết mình đã bị theo dõi. Hôm chúng tôi hẹn gặp cả thành phố đều náo động về những vụ biểu tình đường phố đầy nghẹt toàn những nhà sư chống đối học sinh xuống đường cảnh sát đàn áp và hàng ngàn người tụ tập đứng coi tôi đến nhà tướng kim một giờ trước giờ hẹn để tránh khỏi bị phát giác đi cùng với ông phillips trên đường đi tôi đã cẩn thận xem xét kỹ lưỡng để tránh khỏi bị theo dõi khi ông Phillips đến chúng tôi bắt đầu duyệt lại tình hình tướng kim trình bày những nhận xét của ông và hỏi ông Phillips về thái độ của tòa đại sứ đối với cả hai chúng tôi thì ông Phillips không phải là mối dây liên lạc giữa những người âm mưu đạo chánh và hoa kỳ chắc chắn là những liên hệ của chúng tôi với ông Phillips khác hẳn những mối liên hệ giữa tướng trần văn đôn và nhân viên tình báo Lucien Conan, người đã đứng ra làm liên lạc giữa tướng Đôn với đại sứ Henry Cabot Lodge. Tuy, tuy vậy, ông Phillips vẫn là người cho chúng tôi biết tin tức về thái độ của Hoa Kỳ. Qua ông, tin tức Hoa Kỳ phản ảnh rõ rệt hơn nữa ông Phillips vốn tính thành thật và lại là bạn riêng của chúng tôi Cả hai chúng tôi đều biết ông rất thật lòng và không bao giờ nghĩ rằng ông có thể phản chúng tôi. Sau khi ông Philip ra về, tôi đợi thêm khoảng 15-20 phút nữa rồi đi bộ ra khỏi nhà Tấn Kim. Những điều ghi chú tôi chép trong lúc họp mặt vẫn còn dồn chặt ở túi sau. Lúc đi ngoan, lúc đi ngang qua phía sau phủ tổng thống, khoảng 100 thước dưới phố. Tôi vừa dừng lại bật lửa mồi ống điếu hút thì bỗng nghe có tiếng gọi giật này tôi điếng người hai người mật vụ mặc thường phục đang bước nhanh lại phía tôi thôi chết rồi họ đã theo dõi rồi họ đã biết tất cả phải thu hết can đảm tôi mới dám ngước lên nhìn hai người lính khác lúc này đang chìa những điếu thuốc chỉ về phía chiếc bật lửa shippo tôi đang ngầm ngỏ ý xin lửa tôi đang cầm Lúc họ quay đi, tôi vẫy chiếc taxi đầu tiên chạy qua, sụm vật mình vào ghế sau, hoàn toàn kiệt lực. Lúc này tôi đã nhúng tay rất sâu vào việc. Ông Kim đã nhờ tôi tiếp tục lượng định các chính sách khác của Hoa Kỳ. Hơn nữa, ông còn muốn tôi hoạch định những chính sách của chánh phủ sau cuộc đảo chánh. Làm thế nào để thiết lập chánh phủ và những mục đích chính của chánh phủ là gì? Tôi đã đồng ý với tướng kim rằng tôi không cần biết rõ tường tận chi tiết kế hoạch đạo chánh cách suy xét vấn đề của ông đã làm tôi nể về tướng kim suy luận rằng nếu sau khi lật đổ chánh phủ mà cuộc đạo chánh không đem lại được ưu điểm nào cho chánh quyền mới thì cuộc đạo chánh chỉ là một cuộc đạo chánh thất bại mà thôi trong chiều hướng lý tưởng thì cuộc đảo chánh ông Diệm sẽ cho phép chúng tôi thiết lập lại từ đầu một chánh phủ mà quốc gia đã mong mỏi suốt 9 năm trường. Những điều cần thiết hiện thời chẳng lấy gì làm bí mật. Bác sĩ Quát, cựu ngoại trưởng Trần Văn Đỗ, ông Đặng Văn Sung và tôi bắt đầu bàn luận về một chánh phủ quốc gia hợp pháp và đoàn kết. Đây là một hệ thống chánh phủ dân chủ có thể thay thế cho chánh quyền của ông Diệm. Quan niệm chính trị của tôi rất là đơn giản. Tôi tin là không ai có thể bắt buộc người khác phải nghe theo ý mình. Không hiểu vì do tính tình hay lý do gì khác mà hãy cứ ai ép buộc tôi thì tôi lại chẳng bao giờ để ý gì đến ý kiến của họ. Sao giống tính Thùy Dương quá? <laughs> chính tính nết này là điểm đầu tiên khiến tôi không thích Cộng sản tôi đã nhận chân rằng sau lưng ông Hồ là những sợi cương kèm kẹp ủy ban nhân dân và gọng kèm thép của Võ Nguyên Giáp. Tính nết này cũng đã khiến tôi không thể nào cùng hợp tác làm việc với ông Diệm. Thái độ độc tài của ông Diệm là một thái độ tôi không thể nào chịu được. Có lẽ khi bị gạt ra khỏi chính trường tôi đã suy tư nhiều hơn về tính tình bẩm sinh của chính bản thân tôi và về những ảnh hưởng bất lợi của những tính nết đó đối với sự nghiệp chính trị. Nguyên tính tôi vẫn thích suy luận, thích thuyết phục và rất ghét cưỡng bức. Tôi tin rằng quan niệm dân chủ sẽ cho phép mọi người được quyền tự do phát biểu ý kiến và hiến pháp sẽ bảo vệ những khuynh hướng này trên lĩnh vực chính trị từ trước đến nay tôi vẫn ủng hộ giải pháp đoàn kết các phần tử quốc gia vì tôi nghĩ rằng nếu sự sinh tồn của miền nam bị đe dọa thì những người biết suy luận sẽ thấy phần lớn họ cùng đồng quan điểm và những điểm khác biệt của họ chẳng qua chỉ là những điểm khác biệt nhỏ nhoi trong nội bộ rủi thai bác sĩ quát cùng tôi và những người khác đã không đủ thời giờ soạn thảo những kế hoạch cụ thể và nêu rõ chủ trương trước thời gian đạo chánh. Khi kế hoạch đạo chánh tiến hành thì những cuộc hẹn gặp giữa tôi và tướng Kim trở thành quá nguy hiểm. Tôi bắt đầu liên lạc với ông bằng một thứ mật mã riêng do tôi soạn thảo rồi chuyển cho vợ ông. Đây không phải là một phương pháp hữu hiệu có thể dùng để phối hợp các hoạt động một cách hữu hiệu được. Đến cuối tháng 9 năm 1963, khi tôi bị buộc phải lui vào vòng trốn tránh thì ngay cả sự liên lạc mong manh này cũng bị cắt đứt. Tôi đã biết mình bị theo dõi từ lâu. Tôi đã là đảng viên của đảng Đại Việt. Tôi cũng là một thành viên của nhóm Caravelle. Hơn nữa, tôi lại còn kết thân với nhiều người Hoa Kỳ. Hiển nhiên là chỉ cần nhìn vào những hoạt động của tôi trong quá khứ, tôi cũng biết là đối với chính quyền, tôi đã trở thành một nhân vật chính cần được theo dõi. Nhưng điều làm tôi quan tâm nhất là những lời báo trước của ông Trần Kim Tuyến, lúc đó đang là trưởng phòng cảnh sát bí mật trong chánh vụ ông Diệp. Theo ông Tuyến thì mặc dù hiện thời tôi đang được khoan dung, tôi vẫn nên cẩn thận đề phòng. Ông Tuyến không hẳn là bạn, nhưng chúng tôi đã biết nhau từ lâu. Ông là một người bắt công giáo và cũng chính là một trong những sinh viên ở phát diệm đã đến dự khóa học của chúng tôi trong thời gian tôi vào phát diệm để tránh việc mình. Ông Tuyến là một trong những người đầu tiên đã theo học những khóa học mà tôi cùng hai người bạn đảng viên quốc gia đã tổ chức. Nhưng vào tháng 7, ông Tuyến không còn giữ chức vụ cũ. Ông đã lên đường hình như để nhận chức tổng lãnh sự miền Nam Việt Nam tại Cairo theo những lời đồn trong dư luận thì có lẽ vì nghi ngờ ông tuyến có dính líu đến một âm mưu đảo chánh nên ông diệm và ông nhu đã trục xuất ông ra ngoại quốc khi ông tuyến không còn giữ chức vụ cũ tôi cảm thấy tôi ở vào một tình trạng hết sức nguy hiểm nếu ông tuyến còn là trưởng phòng thì ít nhất là dù có chuyện nguy hiểm tôi cũng còn được báo trước nhưng mặc dù ông tuyến đã lên đường khi việc xảy đến cũng vẫn có người báo trước cho tôi. Vào cuối tháng 9, một người bạn có mốc nói với cơ quan mật vụ cho biết rằng viên trưởng phòng mới đang sửa soạn một cuốn sổ đen liệt kê danh sách những người chống đối cần phải diệt trừ. Trong số đó có tên tôi. Được tin tôi lập tức tìm cách trốn tránh. Người đầu tiên mà tôi cầu cứu là ông Orton Williams. Lúc đó đang cư ngụ ở một căn gác thuê phía đối diện chỗ tôi ông williams đang làm việc cho chương trình kinh tế của hoa kỳ ông hiểu rõ những vấn đề cần thiết đối với một nước đang trên đà phát triển và riêng bản thân ông cũng rất trọng người việt hơn nữa những ý kiến của ông về tránh quyền ông diệm hoàn toàn giống tôi khi tôi hỏi có vẻ ngại ngùng rằng ông có thể giúp đỡ hay không ông williams đã trả lời ngay rằng anh ta có thể đến ở với tôi được mà Tối đó tôi lẻn ra khỏi chỗ cư ngụ cố vượt qua chỗ ông Williams. Hình ảnh của người thầy giáo cách mạng Phan, Chập, Phan Châu chập chờn hiện rõ trong đầu óc. Tôi vẫn còn nhớ những lần anh Châu đã ở nhà tôi suốt đêm và lại suy nghĩ về số phận của anh ta. Sáng sớm hôm sau tôi nhìn qua cửa sổ từ phòng khách của ông Williams vào lúc nhà tôi đi chợ. Nhà tôi mang khăn hoàng đỏ đây là dấu hiệu mà chúng tôi định trước là không có chuyện gì lạ xảy ra. Liên tục suốt một tuần lễ rưỡi sau, nhà tôi vẫn mang khăn quàng đó lúc đi chợ. Trong khi đó thì ông Williams đi làm mỗi sáng và trở lại lúc ban tối cho tôi biết những tin tức mới nhất về tình hình lúc này. Tôi vẫn tiếp tục yên lặng những cơn kích động ban đầu tan đi, chuyển dần thành những nỗi chán chường ngấu nghiến và những trận bồn chồn sốt ruột sau 10 ngày, hai con gái tôi, lúc đó một lên 8 và một đã 12 tuổi, cùng đến nhà ông Williams để báo tin. Cả hai đã tìm đường đến nơi bằng cách đi vòng, len lỏi qua các ngõ ngách và trèo lên cả những mái nhà lân cận để vào bằng ngõ sau nơi tôi trú ẩn. Nhà tôi nhắn rằng chẳng có gì khác lạ và có lẽ tôi nên về nhà thì hơn. Tôi không ham hở ở lại làm bạn với những khoảng thời gian rỗng tết triền miên tại đây. Vì vậy, tối đó tôi lẻn ra ngõ sau, cẩn thận tránh khỏi ánh đèn đường và tìm lối về nhà. Tôi đã trốn trong căn gác mướn từ lúc này cho tới khi đạo chánh thực sự vào khoảng 2 tuần lễ sau. Vào buổi trưa ngày 31 tháng 10 năm 1963, lúc 1 giờ 30 Tướng kim và các đồng nghiệp là tướng trần văn đôn và tướng dương văn minh mở cuộc tấn công tôi nghe tiếng súng máy và những tiếng gầm rú của phi cơ tôi còn nhớ là lúc đó tôi nhìn về phía nhà tôi và thở vào đúng rồi tôi biết chắc rằng đảo chánh sẽ thành công và trong thâm tâm tôi vô cùng kích động tôi cho rằng lúc này chúng tôi sẽ có một cơ hội để làm việc một cách đứng đắn khoảng 3 giờ chiều, radio đã đầy tràn tin tức. Dường như tất cả mọi tướng tá nếu không góp phần thì cũng ủng hộ nhiệt liệt cho cuộc đảo chánh. Giọng nói của nhiều tướng oan oan trên đài phát thanh, họ đã đảo chánh để đem lại tự do cho đất nước, để mang quốc gia ra khỏi tình trạng ngày càng bi đát. Họ đã cùng nhau họp thành một ủy ban quân sự tạm thời thay thế chính quyền. Sáng hôm sau, mọi sự hoàn toàn kết thúc. Chỉ có một điều là mọi người dao động là tính ông Diệm và ông Nhu đã bị hạ sát và chưa ai rõ việc gì xảy ra thế nào. Theo tin đồn thì họ tự đầu hàng và sau đó bị ám sát. Trưa hôm sau, tướng Kim gọi điện thoại ngỏ lời mời tôi cùng ăn cơm tối. Ông Kim cho biết phi cơ đã được gửi đi để đón bác sĩ quát ở dưới vùng lục tỉnh và chính ông Quát cũng sẽ đến ăn cơm tối với chúng tôi. Sau đó, ông Kim tiếp tục nói thêm với tôi. Anh thấy đó, mọi việc giờ đã tạm xong. Lúc này chúng ta bắt tay vào việc. Chúng ta có thể tiếp tục bàn bạc những kế hoạch chúng ta đã bàn bạc trước đây. Dạ thưa quý vị, nội dung vừa rồi đã kết thúc à, chương số 14 à, trong nội dung à, trong gọng kèm lịch sử cảm ơn quý vị đã dành thời gian để mà lắng nghe nội dung này chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và bình an thì dương sẽ trở lại trong những chương sau xin chào và hẹn gặp lại quý vị